Tiểu Long Nữ, thật không thể ngờ cô lại dùng ong mật đối phó nhện độc của ta. Nhưng dù cô có làm vậy cũng vô dụng thôi. Dù hai người thoát ra được cũng chỉ có con đường chết. Hòa thượng thối, lẽ nào lại vậy? Bớt nói lời điên rồ đi, xem ta và Tiểu Long Nữ ra ngoài đối phó với ngươi nè. Chú Bá Thông, ông không sao chứ? Đỡ nhiều rồi. Vậy đi thôi. Đi thôi. Sư phụ, họ ra ngoài đâu kìa. Chú Bá Thông, cuối cùng ông cũng chịu ra. Quá, wow, tên hòa thượng thúi nhà ngươi thật bị ổi vô liêm sỉ. Ta đường đường chính chính đánh cược với ngươi, ngươi lại dùng nhện độc để hại ta. Đâu phải anh hùng hảo hán, có tin ta dùng con ông bé chết chết ngươi không vậy? Bớt nói nhảm đi. Đánh không lại ta, còn tìm ông mật ta giúp đỡ nữa. Không cần dùng ông mật, mình ta có thể đối phó ông. Tiểu Long Nữ, Dương Quá không ở cạnh cô, song kiếm hợp bích của cô chẳng làm được gì ta. Nà, hòa thượng thúi, đừng có hóng hách nữa được không? Tiểu Long Nữ cứ dùng thuật hỗ trợ trái phải cô vừa học để dạy dỗ tên hòa thượng thúi này một trận đi, đánh chết hắn. Được. Quá, tên mập, ngươi làm gì vậy? Tên hòa thượng thúi vô liêm sỉ. Tiểu Long Nữ, mau gọi ông mật đến chết chết chung. Bằng hữu mật ông ơi, mau đến chết chung đi. Quá, tiểu ông mật mau tới đây. Chết chết tên hòa thượng, chết sư phụ, làm sao đây? Chết mũi hắn luôn. Chết mông hắn luôn. Đi. Dạ. Đi mau. Đi nè. Nè chạy đi đâu đó? Chú Bá Thông, ông không sao chứ? Tiểu Long Nữ, hình như độc tính lại phát tác. Ta không chịu nổi nữa đâu mà. Tiểu Long Nữ, ta cầu xin cô dùng gọi ông của cô đến chích ta lần nữa được không vậy? Ta đưa ông vào rừng, ở đó có nhiều ông hơn. Thật không đó? Được. Đừng chết nữa, đủ rồi, chết nữa là chết người đó. Trời, đau, trời, đau quá, đủ rồi. Trời, đau. Tiểu Long Nữ, bằng hữu ông của cô lợi hại quá đi, dễ chịu quá trời luôn. Chú Bá Thông, ông không sao rồi? Tiểu Long Nữ à, ta không sao thật rồi. Dù sao giờ chẳng có việc gì để làm, hay là vậy được không vậy? Cô dạy ta cách khống chế lũ ông đi. Ông muốn học cách khống chế ông mà? Không phải là không được, nhưng ta có chút việc phải làm. Wow, Tiểu Long Nữ à, cô có việc làm nhanh như vậy á. Nhưng không sao hết, bởi vì trong lòng cô thường có chút chuyện mà. Vậy bây giờ cô hãy dạy ta cách khống chế ông mật cái đã, sau đó tính chuyện của cô được không vậy hả? Ông không thể học được trong thời gian ngắn, ta có việc phải làm, không rảnh dạy ông đâu. Ui, nè, cái đầu của ta thông minh dữ lắm à. Cô vừa dạy ta là ta biết liền. Không thì ta hứa với cô, chỉ cần cô dạy ta thì sẽ giúp cô giải quyết chuyện trong lòng cô, có được không? Ông không giúp được đâu. Nói tóm lại cô không muốn dạy cho ta. Sao cô nhỏ nhen quá vậy hả? Tiểu Long Nữ à, lúc nãy ta nói hơi to làm cô sợ phải không? Rốt cuộc cô muốn đi đâu vậy? Đến núi Trung Nam. Wow, núi Trung Nam hả? Trùng hợp quá, ta cũng đến đó nè. Ông cũng đến núi Trung Nam à? Đúng vậy đó, ta tìm tên đạo sĩ thúi Triệu Chí Kính tính sổ. Nếu đã cùng đường vậy thì mau đi. Tiểu Long Nữ à, ta không lên núi Trung Nam nữa. Ông không muốn đến đó nữa? Ta có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi. Cô tự đi đi nha, ta không đi. Thầy ta chăm sóc bản thân cô cho tốt á. Tạm biệt. Cô không dạy ta thì ta tự học thôi. Dư ơi. Dư ơi.
Điêu huynh, không ngờ cuối cùng ta cũng luyện xong. Nhưng có điều, tuy ta đã hiểu chí lý của kiếm thuật, nhưng núi này hoang du, có tác dụng gì chứ? Bây giờ trong người ta vẫn còn kịch độc hoa tình, lỡ ngày nào đó đột nhiên phá tác sẽ chết bất kỳ lúc nào. Vậy kiếm thuật tinh diệu này sẽ bị mai một đi mất. Huống hồ trước khi ta chết đi phải gặp được cô một lần. Xin lỗi nha quý đệ, chiếm địa bàn của cậu, lát nữa ta đi ngay. Hả? Đây là nửa bức thư của Độc Cô tiền bối để lại mà. Cả đời cứ tưởng là báo được thù hận, trong lòng sẽ vô cùng thoải mái. Đâu biết là đồ vật đã mất mãi mãi quý giá hơn thứ trước mắt. Cô ấy không còn nữa, ta lại càng nhớ. Rất nhiều năm sau đó, ta đã quên cô ấy từng làm gì với ta. Trong lòng ta chỉ có hai chữ: hối hận. Ta vẫn luôn thường nghĩ, nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội nữa, ta sẽ tha thứ cho cô ấy. Cạo mặt đi, cạo mặt đi, cạo mặt đi. Có ai muốn cạo mặt không? Cạo mặt đi. Bà lão à, ngày mai ta làm tân nương rồi, cạo mặt cho ta đi. Ngồi xuống đi. Ngồi im ha. Đau quá. Được rồi, cạo sạch rồi, đau thì mới đẹp được chứ. Đời mỗi người con gái đều phải cạo mặt một lần. Ê, bà lão à, vậy lúc bà cạo mặt có đau hay không? Chỉ những người có phúc mới được cạo mặt. Bà lão cô đơn như ta đây đâu được cái phúc đó chứ. Sao lại như vậy được? Chẳng lẽ lúc bà còn trẻ không gặp được người nào yêu bà hay sao? Có thì có, chỉ là... Chỉ là sao hả? Chuyện đã qua lâu lắm rồi, ta không nhớ nổi nữa. Cha, đúng là đẹp thật đó. Cô nương, sau khi thành thân, cô phải tốt với phu quân của mình. Đời người gặp được một người thật lòng không dễ dàng gì. Nếu phụ lòng rồi, cả đời cũng không cứu vãn được. Đa tạ bà lão, tiền đây. Được, thông thả nha. Ừ. Lão muội tử, tôi uống rượu hơi nhiều, xin ngậm nước có được không? Đa tạ. Việc cạo mặt cũng là một nghề phải học. Có bí quyết gì hay không?
việc này. Đừng nói nữa, ta không muốn phá quy tắc của bà. Dù gì nó cũng là nghề của bà mà. Trời sáng rồi, hôm nay làm ăn không được tốt, ta đi chỗ khác bày hàng về. Nếu như sau này có cơ hội lại nói chuyện sao. Tuổi đã cao, ăn uống tốt là được rồi, đừng nghĩ ngợi gì hết. Cứ như ta, việc gì quên được đều sẽ quên hết, chỉ giữ lại những ký ức tốt đẹp. Ta sẽ làm. Đa tạ. Ta luôn tưởng là duyên phận của ta và Hạ Hương đã kết thúc, không ngờ lúc già còn gặp được nhau. Ta không trách cô ấy giả chết lừa ta, mà cảm kích cô ấy không làm ta áy náy thêm. Tình yêu đôi lứa là vậy, cho dù cô không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn không thù không hận. Sau khi về hang động, ta đột nhiên thấy vui hơn. Ta thấy đời này kiếp này sống không uổng phí. Ít ra ta cũng từng sống những ngày tháng tươi đẹp, cũng từng quen một người đẹp như cô ấy. Thay vì oán hận cả đời, thì hãy lựa chọn tha thứ. Quỳnh à, đừng đuổi theo. Quỳnh coi, là Duy Ngôn có đọc cô tiền bối. Trên này ông ấy viết rất rõ ràng, những ngày tháng ông ấy ở bên Hà Hương là những ngày tháng mà ông ấy thấy tươi đẹp nhất. Vậy nên dù bị bà ấy lừa, ông ấy vẫn không hề oán hận. Một nữ nhân lừa dối ông ấy mà đã vậy, cô tốt với ta biết mấy. Sao ta nỡ nhẫn tâm bỏ người chứ. Nói thật cho Quỳnh biết, những ngày tháng ta ở bên cô cũng là những ngày tháng ta cảm thấy vui nhất. Điều huynh, không ngờ huynh còn cất rất nhiều rượu ngon ở đây. Không đáng mặt bằng hữu nha. Wow, quả nhiên là rượu ngon. Ta cũng biết điều huynh muốn tốt cho ta. Huynh muốn ta trong thời gian ngắn học được võ công của độc cô tiền bối, sợ ta uống rượu làm loạn. Nhưng không có cuộc vui nào mà không tàn. Trong lúc ta khó khăn nhất, huynh đã giúp ta, cứu ta, còn dạy ta võ công. Ta thật không nỡ xa huynh. Điều huynh, huynh cũng được xem là bằng hữu tri kỷ của ta. Hôm nay chúng ta say tới cùng, uống cho thoải mái. Điều huynh, đại ân đại đức của huynh, tiểu đệ cả đời không thể báo đáp. Nhưng để ở trên giang hồ còn chút ân oán chưa kết thúc, giờ tạm xa nhau, hẹn ngày gặp lại. Quyền thiết trọng kiếm này tiểu đệ mượn dùng tạm, đợi ta gặp được cô báo được thù chặt tay xong rồi, ta sẽ quay trở lại đây. Bảo trọng nha.
mạng. Ghé này 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 này, Quỳnh coi, tại sao người đó chỉ có một tay thôi vậy? Chắc là bị chặt mất rồi. Nha đầu Quách Phù cậy thế phụ thân là đại hiệp, mẫu thân là ban chủ cái bang. Trước giờ không coi ta ra gì, từ nhỏ ta ở nhờ nhà cô ta, không biết cô ta coi thường bao lần, lại còn khinh bỉ. Ta bị chuyện gạt huynh đệ họ Võ, thật ra gì tốt cho cô ta. Nếu một trong hai huynh đệ họ chết vì cô ta thì sẽ là lỗi của cô ta. Cô ta nhân lúc ta bệnh nặng chặt tay cô ta, thù này không trả không phải trưởng phu. Tuy giờ võ công cô ta tiến bộ, lại có quyền thiết trọng kiếm, nhưng võ công của Quách Tĩnh cũng không hề tầm thường. Nếu trực tiếp xông vào ra tay, chỉ e là thắng ít thua nhiều, tuyệt đối không thể xông vào nợp mạng bỏ phí, bị mất mạng oan uổng ở đây. Cho dù Quách Tĩnh không ra tay giết ta, nhưng sao phải cầu xin tha mạng chẳng hay chút nào. Ta cứ thăm dò tình hình trước rồi ra tay cũng chưa muộn. Tĩnh ca ca, Lỗ trưởng lão đã nói rồi, tuy chưa tìm thấy Quá Nhi nhưng cũng chưa nghe thấy tin xấu nào. Huynh đừng quá lo lắng. Đã bao lâu rồi huynh có thể yên tâm được sao? Lỡ Quá Nhi có chuyện gì huynh... Phu thê họ thương nhau như vậy, trước giờ chưa từng cãi nhau, nhưng mà lần này họ cãi nhau lớn tiếng, chẳng lẽ vì chuyện của ta sao? Sao huynh phải nóng giận như vậy? Quan tâm quá sẽ loạn. Khoảng thời gian qua ngày nào cũng cử người đi tìm, nếu như Quá Nhi có chuyện không may chúng ta cũng đã biết. Huống hồ võ công của nó không thua kém chúng ta, tuy nó đang bị thương nặng nhưng chắc sẽ gặp dữ quá lành. Muội nghĩ nó muốn trốn không gặp chúng ta thôi. Không được, dù cho lần này muội nói gì huynh cũng phải đi tìm nó. Tĩnh ca ca, huynh không được rời thành Tương Dương. Tĩnh ca ca. Đúng đó Quách đại hiệp, bây giờ an nguy thành Tương Dương đều phụ thuộc vào mình đại hiệp. Nếu ngài không trấn thủ ở đây, một khi đội quân Mông Cổ đánh vào đây, vậy thì bách tính thành Tương Dương sẽ bị. Nhưng bây giờ ta không có chút tin gì về Quá Nhi thì ông kêu ta làm sao yên tâm được đây? Ta hận không thể để mình chịu nỗi khổ bị chặt tay. Sao huynh phải như vậy chứ? Điều tại Phù Nhi, nếu không phải nó gây ra họa lớn thì bây giờ đâu tới nỗi này chứ. Lỗ ban chủ có thấy tung tích của nó chưa? Phù Nhi, Phù Nhi, chúng tôi tìm kiếm đã lâu nhưng cũng chưa thấy tung tích gì. Dung Nhi, huynh biết chắc chắn muội đã giấu Phù Nhi đi. Muội hãy nói với nó, trốn được một lúc không trốn được cả đời. Muội kêu nó tự tu tâm lại đi. Muội đâu có giấu nó đâu. Phù Nhi chặt mất cánh tay của Quá Nhi, sợ bị huynh la, nó trốn nhiều ngày nay tới muội cũng không biết ở đâu, muội cũng lo muốn chết nè. Tĩnh ca ca, nó là con gái ruột của huynh đó, sao huynh nỡ nhẫn tâm với nó? Cho dù huynh giận cỡ nào thì cứ dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng đánh mấy cái là được mà. Hàng Long Thập Bát Chưởng à? Huynh đánh nó một chữ nó đã mất mạng rồi. Nhưng huynh là cha ruột mà, không thể ra tay nhẹ sao? Sao huynh phải nhẹ tay? Chúng ta có lỗi với Quá Nhi, huynh còn chưa thể chuộc tội hết với nó. Từ nhỏ nó đã vốn hiếu thắng, bây giờ mất một cánh tay, võ công mất hết, sau này sẽ bị ăn hiếp, bị đánh bị mắng, không thể chống cự. Dù cho nó còn sống thì cũng bị ức hiếp, không qua nổi mấy năm cũng buồn đầu mà chết. Cho dù chúng ta tìm thấy nó về đây thì nó cũng là người tàn phế, làm sao nó chịu được đây? Hơn nữa trong nhà chúng ta còn có một đại tiểu thư ngày nào cũng ức hiếp người ta hết. Thật ra chuyện này không thể trách Phù Nhi được. Quá Nhi và Lý Mặc Sầu cướp mất Tư Nhi, muốn đem đến tuyệt tình cốc đổi thuốc để giải độc trên người Quá Nhi. Phù Nhi chỉ vì thương muội muội, trong lúc nóng giận nhất thời nông nổi, cũng đâu phải tội không thể tha. Huynh nghĩ xem, Lý Mặc Sầu là người ra sao? Các cao thủ đệ nhất trong giang hồ nghe thấy tên đã sợ. Chỉ đáng thương đứa con nhỏ vừa sinh ra, chưa được nửa canh giờ đã rơi vào tay nữ ma đầu đó. Cũng không biết bây giờ nó có còn sống không. Quá Nhi không phải hạng người đó. Hơn nữa, nó năm lần bảy lượt cứu chúng ta, dùng phải dùng mạng của Tương Nhi để đổi một mạng thì huynh cũng cam tâm tình nguyện. Huynh chịu được nhưng muội không chịu được. Muội phải tìm Tương Nhi về. Tìm về được thì sao? Là nuôi dạy nó coi trời bằng dung như Phù Nhi à? Con gái như vậy thà không có còn hơn. Phù Nhi có chỗ nào không tốt? Nó chỉ là quá thương muội muội, trong lúc nóng giận ra tay hơi nặng, cũng là lẽ thường tình thôi. Muội nói cái gì? Huynh cho muội hay,
Giờ huynh tìm được Phù Nhi, huynh sẽ trả lại công bằng cho Quá Nhi. Tỉnh ca ca, tỉnh ca ca. Mối thù bị chặt đứt cánh tay không thể không trả. Họ nói Quách Phù không có ở đây, không lẽ cô ta trốn đi? Đúng, chắc Quách Bá Mẫu bao che con gái, chỉ cần theo dõi bà ta còn sợ Quách Phù trốn lên trời sao? Quả nhiên ta dự đoán không sai, Quách Phù được Hoàng Dung giấu ở đây thật. Mẹ. Sao mẹ không đem chút đàn hương diệt muỗi tới đây chứ? Con đòi gì nữa? Con tưởng là nhà mình hả? Có muỗi thì tự đập nó là được rồi. Phải rồi mẹ, cha còn giận con không vậy? Con thật sự không hiểu nổi tại sao cha lại giận con nữa. Rốt cuộc con phải ở chỗ quỷ quái này bao lâu? Khi nào mới được về nhà? Ngày nào chưa có tin của Quá Nhi, con đừng mong trở về nhà. Còn nữa, nếu Quá Nhi gặp chuyện không may, cả đời này cha sẽ không tha thứ cho con. Đâu phải con cố ý chặt đứt cánh tay của hắn. Hắn phỉ báng con trước, lại cướp đi Tương Nhi, còn đánh con nữa. Bây giờ hắn bỏ đi không nói tiếng nào, lẽ nào sự an nguy của hắn bắt con phải chịu trách nhiệm? Thật ra, cho dù hôm đó con không chặt đứt cánh tay của hắn, thì với tính cách của hắn, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hắn sống hay chết đâu có liên quan gì tới con. Con, nhà đầu không biết xấu hổ còn không biết ăn năn. Tỉnh ca ca. Muội còn nói không giấu nó sao? Muội thật sự không có. Huynh không muốn nghe. Phù Nhi, thường ngày cha dạy con làm người ra sao, còn trốn ở đây trốn tránh trách nhiệm có ích gì? Theo cha về nhà. Đi thôi. Hậu hộ tống Quách Phù như vậy, ta muốn ra tay thật không dễ dàng gì. Nhưng dù võ công các người cao, cũng đừng hòng cứu được cô ta. Dương thúc phụ, con có lỗi với người nhà họ Dương. Nhớ năm xưa con không khuyên nhủ được Khang đệ, để cho đệ ấy tham vinh hoa phú quý, lầm đường lạc lối. Giờ khó khăn lắm mới tìm được con có đệ ấy là Quá Nhi. Nhưng mà con không thể ngờ, con không chăm sóc tốt cho nó, còn để đứa con gái bất hiếu làm cho nó tàn phế. Dương thúc phụ, con có lỗi với người nhà họ Dương, con xin lỗi. Ông thấy có lỗi với Dương gia, nhưng ông khóc để làm gì chứ? Khóc có cứu sống được người cha đã chết của ta? Con nói được cánh tay đã mất của ta hay không? Là cha. Cha. Khuya rồi cha chưa ngủ sao? Cha, cha đừng giận con nữa mà. Phù Nhi, con quen được chăm sóc, ở bên ngoài một thời gian thấy không quen chứ gì. Con đã lớn khôn rồi, có chuyện gì cũng phải tự lo cho bản thân mình. Cha mẹ không thể chăm sóc con cả đời được. Cha, cha vẫn còn giận con sao? Cha không hề giận con.
Cha đau lòng vì con thôi. Phù Nhi à, người sống trên đời nhất định phải quang minh lỗi lạc. Một, không thẹn với trời đất. Hai, không thẹn với lương tâm. Thường ngày cha dạy con có hơi nghiêm khắc, nhưng mà lòng cha thương con, cũng giống như mẹ con vậy. Con gái biết mà. Con gái cũng biết, thường ngày con làm việc lỗ mãng, thường hay làm cho cha tức giận. Con cũng biết chuyện chặt đứt cánh tay của Dương đại ca lần này là không nên, nhưng mà cha nhất định phải tin con. Con không phải là cố ý. Cha, cha đừng giận con nữa mà. Phù Nhi, ông của Quá Nhi Thiết Tâm Công là huynh đệ khác họ của ông con. Cha nói và cha con là huynh đệ kết nghĩa, con biết chuyện đó mà. Con biết chứ. Tuy Quá Nhi cư xử có hơi trẻ con, nhưng mà nó có lòng hiệp nghĩa, năm lần bảy lượt không màng tính mạng để cứu sống cha mẹ và cả con. Hơn nữa tuổi tác còn trẻ mà đã vì ba tánh lập được công lao hiển hách, điều này con cũng biết mà. Nhưng có một chuyện con chưa biết, hôm nay cha nói con luôn. Cha của Quá Nhi năm xưa chính là vì sai lầm mà gây ra họa lớn, mà cha thân là huynh trưởng không khuyên được đệ ấy. Kết quả đệ ấy chết thảm trong miếu Thiết Thương ở Gia Hưng. Tuy cái chết đó không phải do mẹ con gây ra, nhưng nói sao thì cái chết đó vì mẹ con mà ra, nên cha mẹ nợ nhà họ Dương thật là quá nhiều rồi. Cha muốn gả con cho Quá Nhi là để bù đắp lỗi lầm, nhưng cha không ngờ là cha Dương Quá đã cướp Tương Nhi rồi, còn ăn nói bậy bạ, phá hoại thanh danh của con. Tuy là Quách gia và Dương gia có quen biết với nhau, nhưng mà con không thể để bị ức hiếp mà không chống lại được. Con còn cãi sao? Rõ ràng con chặt tay nó làm sao nó ức hiếp con được. Võ công nó cao hơn con, nếu như nó thật sự ức hiếp con, dù con có 10 cánh tay cũng bị chặt hết. Vậy bây giờ cũng đã chặt rồi, cùng lắm thì khi gặp lại con xin lỗi là được thôi. Xin lỗi? Con nên nói xin lỗi từ lâu rồi. Thanh kiếm nó đâu? Kiếm đâu? Đưa tay trái ra đây. Con chặt đứt cánh tay của Quá Nhi, cha chặt tay con để mà đền tội. Cha cả đời chính trực, tuyệt đối không thiên vị con gái của mình. Cha, con cầu xin cha đừng có chặt tay con mà. Cha đừng chặt tay con mà. Vậy khi con chặt tay của Quá Nhi, có nghĩ nỗi đau nó chịu không? Cha, con biết lỗi rồi. Con thật sự biết lỗi rồi. Con cầu xin cha, con thật sự biết lỗi rồi. Cha cũng không nỡ đâu. Nhưng mà con phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, nếu cha không trừng trị con thì làm sao đối mặt với Quá Nhi đây? Bây giờ Quá Nhi mất một cánh tay sống chết chưa rõ, cha hận không thể chặt đứt tay mình để đền cho nó. Cha, Quách bá bá thực sự muốn chặt, ta có nên ngăn ông ấy tha cho Quách phù không? Dung Nhi, Quách phù, con mau chạy đi, mau chạy đi. Muốn chạy đâu có dễ vậy. Dung Nhi, muội không thể thả nó đi. Tỉnh ca ca, huynh hãy tha cho phù Nhi. Tuyệt đối không thể, huynh cũng yêu thương nó, nhưng mà nó phạm phải tội ác tày trời. Nếu như huynh không trừng phạt nó, huynh sẽ có lỗi với Quá Nhi. Huynh chỉ biết quan tâm Quá Nhi, chưa bao giờ quan tâm đến phá lửa. Dung Nhi, Tỉnh ca ca, muội xin lỗi, muội cũng bất đắc dĩ. Tỉnh ca ca, tạm thời để hai cha con ở bên nhau. Sau hai canh giờ nữa, quyệt đạo của huynh sẽ tự giải. Huynh hãy tha thứ cho muội, đợi đưa phù Nhi ra khỏi thành, muội sẽ về đích thân nấu mấy món, mời huynh ba chén đền tội với huynh. Cả đời huynh tha thứ cho Dung Nhi nhiều rồi, giờ thêm một lần nữa cũng được mà. Thank you.
Lúc này ra tay, Quách phụ không thể thoát được. Nhưng nhà cô ta cãi nhau rần trời, cũng đều vì ta hết. Lúc này dầu đổ bìm leo, ta làm sao ra tay được đây? Mẹ! Phù Nhi, con định đi đâu vậy? Con không biết nữa. Đã trễ như vậy rồi, chắc cổng thành Tương Dương cũng đã đóng. Hơn nữa, con không có lệnh bài, sợ là ra ngoài không được. Mẹ thật sự chịu hư con rồi. Không được tích sự gì, không khác gì bao cỏ. Mẹ lo cho con được một lúc, làm sao lo được cả đời đây? Mẹ! Thôi được rồi, mẹ lấy trong túi cha con lệnh bài của Lữ đại nhân. Con mau đi đi. Nào. Mày tới rồi. Hai vị, mày tới rồi. Xin mời dùng. Mau ăn đi. Mẹ, con không về đảo Đào Hoa một mình đâu. Vậy con muốn về thành Tương Dương để cha con chặt tay con hả? Con biết mình sai rồi. Sớm biết như vậy, con đã không tức giận chặt tay của Dương đại ca. Con biết sai là được rồi. Mẹ cũng chỉ tiễn con tới đây thôi. Sau này trên đường phải tự mình cẩn thận. Mau ăn đi. Mẹ, mẹ đi cùng với con về đảo Đào Hoa có được không? Cái đứa con gái này, con lớn vậy rồi, sao không biết dùng não gì hết hả? Thứ nhất, mẹ cùng cha con thủ Tương Dương. Thứ hai, chưa tìm thấy muội muội con, sao mẹ có thể cùng con về đảo Đào Hoa? Cha con trước giờ chỉ nghe lời Kha Công Công. Con mau về đảo Đào Hoa cầu cứu Kha Công Công, xin cha tha thứ cho con. Việc này có thể sẽ xoay chuyển được ha. Đúng rồi, con có thể cầu xin Kha Công Công. Được rồi, đừng nói nữa, mau ăn đi để còn lên đường. Mẹ, mì này cứng quá, con nuốt không nổi. Bây giờ chiến sự loạn lạc, lương thực cạn kiệt, huống hồ gì không biết trên đường đi còn có quán ăn nào không. Con còn kén cá chọn canh, ăn mau. Thật không biết trời cao đất dày. Con tự ngồi ăn đi. Mẹ ra ngoài kiếm chút lương khô hoa quả cho con ăn trên đường đi. Cái con bé này. Xem thử đi cô nương ơi. Cô nương thấy được không? Lên mời ghé mua. Ghé xem mua. Ghé xem đi. Ghé xem đi. Ghé xem đi. Ghé xem. Trâm cài đủ màu đủ kiểu đây. Lý Mạc Sâu. Mua lại đi. Lê tuyết vừa giòn vừa ngọt đây. Mua lại đi. Ông chủ. Hả? Lê này bán sao? À, lê này hả, rẻ thôi, 8 đồng một cân. À. Nè, bà lựa đi. Được. Lê của năm nay á, vừa ngọt vừa mọng nước. Bảo đảm bà hài lòng. Thời thế kỳ lạ thiệt nha. Tới đạo cô cũng sinh con nữa. Cô nương cứ lựa thoải mái. Quỳnh, cho tầm cái bánh bạc. À được. À được. Lấy cái nào? Chiếc tả lót của đứa bé kia là của Tư Nhi mà. Người này chắc chắn là Lý Mặt Sòng. Đứa bé của ẩm chắc chắn là Tư Nhi. Mua lại đi. Mua lại đi. Lê tuyết vừa ngọt vừa giòn đây. À, ngoan. Mua lại đi. Tư Nhi trong tay cổ. Người này thâm độc quỷ quyệt, thường làm nhiều việc ác, chắc sẽ hại đến đứa trẻ. Còn là sư bá của Quá Nhi, dù họ bất hòa với nhau, nhưng Phụ Nhi chặt tay của Quá Nhi, phái cổ mộ của họ sẽ kết thù với Quách gia rồi. Nếu Quá Nhi và Long cô nương đều đang chờ ở đây, một mình ta chọi ba khó lòng thắng được. Chỉ có nhanh chóng ra tay mới là thượng sách. Ngoan quá. M
Mời bạn hữu phía sau hiện thân. Đừng có lén lút nữa. Xin luyện tiên tử Lý Mặc Sầu quả nhiên danh bất hư truyền. Tại hạ Hoàng Dung, xin thỉnh an Lý đạo trưởng. Hóa ra là Quách phu nhân, ngưỡng mộ nhiều năm, hôm nay may mắn được diện kiến. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Lý đạo trưởng quá khách khí rồi. Nói về dung mạo và trí tuệ, đạo trưởng hơn hẳn tiểu muội. Tiểu muội đúng là thua xa nhiều lắm. Quách phu nhân thật sự quá khen rồi. Nói đến thua xa thì nên là bần đạo mới đúng. Lý đạo trưởng quá khách khí rồi. Ý, đứa bé trong lòng đạo trưởng lanh lợi đáng yêu, thật không biết là con nhà ai vậy. Nói ra thì đúng là xấu hổ. Bần đạo phái cổ mộ sư môn bất hạnh, mẹ ruột của đứa bé này là sư muội của ta. Long cô nương còn chưa thành thân, làm sao có con riêng được. Tiểu tư nhi rõ ràng là con của ta, cổ lại nói dối ta. Cuối cùng có âm mưu gì? Chuyện xấu của tệ phái để Quách phu nhân chê cười rồi. Không ngờ Long cô nương lại có đứa con như vậy. Cha ruột của đứa bé là ai? Nói tới người này làm cho ta càng khinh thường. Cha ruột của đứa bé là đồ đệ của sư muội Dương Hóa. Lẽ nào lại vậy? Nói con gái ta là con riêng đã đành, bây giờ còn nói nó là con của Dương Hóa, chẳng phải sỉ nhục ta sao? Thật không ngờ sư đồ bọn họ lại làm ra chuyện xấu này. Thật không ra thể thống gì. Tóm lại là sư môn bất hạnh. Có điều đứa bé này nhìn đáng yêu quá đi, làm người ta yêu mến. Nhìn đôi má phính hồng của nó kìa. Lý đạo trưởng, cho ta ẵm nó được không? Được. Nếu như cô ta chỉ thích đứa bé và muốn bế nó thôi thì tại sao lại bối rối như vậy? Chắc chắn là có điều dối trá. Quách phu nhân, bản thân cô không chỉ đơn giản là muốn bế đứa bé này chứ. Lý đạo trưởng, cô nhỏ nhen quá. Ta chỉ cảm thấy đứa bé này đáng yêu, muốn ẵm một chút. Có thiệt thòi gì với cô đâu. Bản thân cô sẽ không muốn ra tay giúp Dương quá bế đứa bé này đi đó chứ. Lý đạo trưởng, ta chỉ cảm thấy đứa bé đáng yêu, muốn ẵm một chút. Cô đúng là quá đa nghi rồi. Phu thê Quách đại hiệp giang danh giang hồ, bần đạo vô cùng khâm phục. Hôm nay may mắn được thấy thần thái của Quách phu nhân mãn nguyện trong lòng, bần đạo còn việc phải làm, xin phép được đi trước. Lý đạo trưởng, cô chưa thể đi được. Ta và cô không thù không oán, hôm nay mới lần đầu gặp mặt, ta nói chuyện khách khí với cô, tại sao cô lại ra tay với ta chứ? Nếu như cô muốn kiểm tra võ công của bần đạo, vậy tại sao phải chọn ngày hôm nay? Nếu như hai bên cùng ra tay, vậy chẳng phải là làm hại đứa bé đáng yêu này sao? Cô không biết đây là con gái của ta thật hay đang giả bộ, phải thử lần nữa mới được. Lý đạo trưởng, cũng vì đứa bé này ta đã nhường cô mấy chiêu. Nếu cô không bỏ đứa bé xuống, đừng trách cây trúc này vô tình. Đến lúc đó ta không quản sống chết của nó. Quách phu nhân, uổng cho danh tiếng lưu truyền, hôm nay tới một đứa trẻ như vậy mà cũng ra tay độc ác. Cô làm như vậy liệu có quá bỉ ổi hay không? Cô ra sức bảo vệ con gái ta, ta lại càng muốn đánh nó, dọa cô. Tư Nhi đừng khóc, mẹ làm vậy để cứu con. Con tạm thời chịu oan ức. Lý đạo trưởng, chẳng phải cô vừa nói đứa bé là nỗi nhục sư môn, vậy sao phải giữ nó trên đời? Cứ để tiểu muội ta tiễn nó đi vậy. Rốt cuộc cô muốn sao đây? Nữ trung hào kiệt đương thời bây giờ chỉ có Lý đạo trưởng và ta. Hôm nay chúng ta có duyên tương phùng, sao không thử phân cao thấp? Cô có lòng chỉ bảo, tiểu muội mong còn chẳng được. Nhưng chiêu nào của cô cũng hướng về đứa bé, thật khiến cho người ta khinh thường. Trên giang hồ thường nói phu thê Quách Tĩnh nhân nghĩa hơn người, nhưng mà hôm nay ta mới thấy cô lại đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ, chứng tỏ lời đồn không đúng sự thật. Giang hồ đồn đại xích luyện tiên tử Lý Mặc Sầu là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, lòng lang dạ sói. Hôm nay sao lại hết mực yêu thương một đứa bé như vậy chứ? Làm người khác phải thay đổi cách nhìn. Người nào mà không biết thì sẽ tưởng đứa bé này
là của cô. Cô nghĩ nó là gì của ta? Lý đạo trưởng là người xuất gia, đương nhiên không thể sinh con được. Thật ra ý ta muốn nói, người không biết còn tưởng đứa bé là tiểu muội của cô. Cô lại nghĩ đi đâu rồi? Nói bậy ít thôi, xuất chiêu đi. Đợi đã, lúc nãy cô nói không sai, cô đang bận ẵm đứa bé, không dùng hết chiêu thức được. Hay là vậy đi, cô để đứa bé này ở dưới cái cây kia, sau đó chúng ta sẽ tỉ võ một cách thoải mái, như vậy sẽ không làm tổn thương nó. Lý đạo trưởng, ý cô thế nào? Được. Con ngoan ngoãn nằm ở đây, ta đánh đuổi người kia đi rồi sẽ quay lại bế con. Nhìn thần sắc nữ ma đầu này, tỏ vẻ yêu thương Tương Nhi quá. Tương Nhi trong tay cũ, dù nhất thời không giành lại được cũng không sao. Vậy ta yên tâm rồi.